Xin kính chào tất cả các quý vị các thính giả quay trở lại với kênh youtube Cà Phê Radio Beat Ngày hôm nay Cà Phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị các thính giả tập số 63 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 63 Vương Tu Nhượng xoa xoa cái đầu chỉ còn lư thưa tóc Cố Thanh chỉ có nói Đầu óc trăng trái này không như người bình thường Không ngờ khắc thường đến thế Chuyện này hệ trọng Ông ta cân nhắc xem nên nói chuyện với Diệp Xoay thế nào Không khéo lại đầy ý về phía đối diện với họ thì hỏng Tổ chức ngôn ngữ mất một lúc Ông ta mới đáp Cố đại ca cố ý để lại sơ hở Ông ấy nghĩ với sự thông minh của đoan bộc Duy Bình Thế nào cũng bị phát hiện Nếu không hắn đã rơi vào tay cảnh sát giờ hắn đã thoát coi như cố đại ca tận tình tận nghĩa với hắn rồi diệp soái khinh bị đam mặt thôi đi lão già âm hiểm lắm nó không chừng tha cho đoan mộc dưới bình là để nhổ tận gốc hắn liên quan tới món tiền lớn như thế cảnh sát nước nào cũng nhau bù tới như soi dữ thôi vậy cậu định thế nào sao tôi cảm giác cậu cùng một đường với đoan mộc dưới bình vương tu nhượng hoang mang diệp soái luôn miệng chửi mắng cố thanh chi lại tán dương đoan một dưới bình mà không để ý tới tội ác ngập trời của hắn nhân sinh quan của chú nhóc này thực sự có vấn đề tôi không cùng đường với hắn tôi cũng không biết hắn mà mười mấy năm rồi sao không nghĩ thoáng ra đời ai người nấy sống đi tiêu diêu mà sống không phải sướng à quấn về cái ân oán không đó đúng sai này nếu là tôi thì dừng ở đây được rồi diệp soái vứt toạt đống tài liệu nhóm người cố đánh trì nhiều năm thu thập ôi sao cố đại ca lại tìm một người như cậu chứ nhỉ vương đương nhượng bộ trán tú tài gặp phải đại đầu binh có lý chẳng nói rõ ngàn vạn lời tụ thành một câu nói thế này đi cố đại ca chỉ muốn đem toàn bộ vụ lừa đảo kết thúc ở đoan mục dưới bình chuyện hôm nay nói ra do một tay hắn tạo thành cố đại ca còn vướng tình nghĩa có ra tay dứt điểm thôi đi chuyện này nguy hiểm lắm liên quan quá gì tới tôi mà tôi phải cược cái mạng nhỏ của mình vào Diệp Doái đứng dậy ngay trừng mắt Tôi không trả tiền đấy Có nhiều tiền tôi đẩy giá Mà tôi sẽ biến mất Các người muốn làm gì thì làm Vương Thu Nhường tức muốn trợn hết lòng trắng Gọi Khoan tôi biết cha cậu Đừng lôi cha tôi vào Người biết cha tôi có mặt cả đống Khi tôi biết cha cậu thì ông ấy chưa nổi tiếng Khi đó cha cậu chuyên môn tới nhà thỉnh giáo tôi Khi cha cậu biên soạn kim chỉ nam Chúng lừa đảo xuân vận Tôi là người đọc bàn thảo đầu tiên Còn chỉnh sửa cho ông ấy Mười mấy năm trước khi ông ấy còn là cảnh sát bình thường Tôi đã quen ông ấy Ngay cả cha cậu cũng gọi tôi một câu thầy vương Một người thằng thắn như ông ấy Sao lại có đứa con như cậu chứ nhỉ Diệp Soái khựng người Xoay lại nhìn vương tu nhượng Có vẻ bằng hoàng Ông cứ nghĩ Diệp Soái định hỏi mối quan hệ thế hệ trước Anh ngờ y kêu lên thất thanh Nói Nói thế cha tôi cũng là người của phái giang tướng à Nếu thế Nếu thế tôi tôi Ha 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 Vương tú nhượng cười muốn đầu thai luôn Đã hiệu cho Diệp Soái ngồi xuống uống trà mới kể Cùng với giọng nói Mang đầy tăng thương chua sót của ông già Câu chuyện kể ra làm Diệp Soái kinh ngạc khá hốc mồm Vốn tưởng rằng lão cố nói không chừng là người giống mình Thích ăn uống, nhậu nhạt chơi bời Sống tiêu dao thoải mái Không ngờ là cô nhi hai lần gặp đại nạn Người như thế dù không thương tình Ít nhất cũng không hận nổi Thật cái giả đấy, bác không lừa tôi chứ Diệp Soái lẩm bẩm từng câu từng chữ chưa đầy mùi thuốc nổ nhưng sự tức giận này không phải hướng vào vương tu nhận. không dám tin trên đời có bi kịch nhân gian như vậy cha mẹ bị người ta đánh chết trước mặt ông nội vào tù còn bị người ta hại chết mẹ nó chứ phải là tôi thì tôi ôm quả bom nổ kiếp bùm chết hết con mẹ chúng nó rồi nếu chuyện gì cũng có thể sáng quái ân thù như cậu nói thì đã dễ quá rồi tình thế của cố đại ca còn éo le hơn cậu nghĩ ông ấy lại là người tình nghĩa đâm ra Ai Vương Thu Nhượng buông tiếng thở dài não ruột Thật ra già dạ thì cậu đi tìm cha cậu xác nhận là biết Cha cậu năm nay 4849 nhỉ Ông ấy chắc chắn vẫn còn ký ức về cái thời đại đó Diệp soán còn nghi vấn Với sao cho tôi lại dinh dáng tới các bác Vừa rồi tôi đã nói Sau khi cố học dư chết Mấy người bạn cùng tiểu đội sản xuất với ông ấy Ở nông trường cải tạo Tuy biết cái chết này bất thường Xong bản thân quá nhỏ bé không giúp được gì Đành nén bi thương góp tiền mua mây tấm ván Kép thành quan tài tạm bợ để an táng Cha tôi là một trong số đó Cha tôi là giám đốc viện bảo tàng tỉnh Trước cách mạng văn hóa Sau khi bị đem đi cải tạo Thì thành trí giao của cố học dư Đến khi được bình xét lại trở về Ông ấy chuyển hướng nghiên cứu xã hội học Đặc biệt còn viết sách về phái răng tướng Từng lưu truyền cực sâu trong Trung Nguyên Chỉ tiếc rằng Thứ quá lạc loại ấy Đừng nói là xuất bản ngay cả người xem qua cũng chẳng có thế nhưng cha tôi một lần đi tàu hỏa về quê gặp một vị cảnh sát chính là cha cậu ông cụ và cha cậu trò chuyện tâm đầu ý hợp lắm Vì sau cha cậu nhiều lần thứ tỉnh giáo cha tôi khi cha tôi mất còn về tận quê phung điếu đó là ân tình lớn tôi chưa có cơ hội báo đáp vương thu nhượng nói chuyện khách khí với diệp soái từ đầu tới giờ đó là nề mặt diệp thế tài chuyện này tôi tin cha tôi từ xưa thích mấy cái trò lừa gạt rồi Tôi từ nhỏ học từ ông ấy Nhưng mà đám lừa đảo thôi Có gì mà nghiên cứu chứ Diệp Soái không hiểu Nói vậy làm Vương Tuận Nhận không vui Liên tục lắc đầu Sai rồi, sai rồi Lừa vốn là một từ trung tính Không phân tốt xấu Các loại thủ đoạn của phái giang tướng Chẳng qua là cách khác biệt dạy người ta kiếm sống Cậu đọc lịch sử không? Có người nói Trung Quốc là quốc gia khổ nạn sâu nặng Sau này không sai đâu Ngay cả Thái Bình Thịnh Trị cuộc sống cũng gian nan chưa nói tới lúc triều đại thay đổi chính quyền sụp đổ nạn đói khắp nơi chiến hỏa liên miên một đời người dù ở thời đại nào trên mảnh đất trung quốc này khó được bình an từ khi sinh ra tới khi chết Phạm làm loạn thế đâu ra đường sống cho tiểu dân đến lúc đó làm thù phì còn thông cảm được nữa là làm lừa đảo tôi biết lịch sử nước ta thực ra toàn là máu nhìn chỗ nào cũng thấy đông máu thôi nhưng mấy vụ án này thì sao Mười mấy năm trước đã lừa tới nghìn vạn giải thích thế nào Lúc đó lương công vụ biên Chắc chỉ được vài trăm đồng phải không Đầu dông lão cố sống không nổi Mới đi lừa đảo Diệp xoái chỉ vụ án khiến lão cố bị bắt Đó là nguồn gốc ân oán kéo dài tới tận bây giờ Vương Thu Nhượng lại bắt đầu lấy nước nóng pha thêm trà Diệp xoái ngắn ngập nhìn Vương Thu Nhượng Thông thảo rửa chén trà Nói một câu ngắt ba lần Nghe muốn ngủ luôn trong lúc chờ đợi ông ta pha trà Đành đối ngồi nhầm tính Thì cố tính trì về sinh sau năm 50 Bây giờ mới tầm sáu mấy thôi Thời gian chưa gọi là già Vậy cái lúc nhìn thấy ông ta Râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt Như trên tám chục vậy Còn mẹ nó Không chừng là hình tượng do thịnh tiểu san thiết kế Nghĩ tới thịnh tiểu san Y có chút không hiểu Cô nàng đó vốn có nghề nghiệp đàng hoàng Thu nhập hẳn khả quan lắm Chẳng nhiều thế nào dinh dáng tới đám lừa đảo cái tiểu tổ sản xuất ở nông trường cải tạo tín dương năm đó Kỳ thực đều là người lai lịch bất phàm Một là giám đốc viện bảo tàng tỉnh Là cha tôi Một thông sư một phái là cô học dư Còn có một nhà tư bản vang danh Trung Châu đương thời Một quân nhân quốc dân đảng đầu hàng Một học giả nghiên cứu lịch sử thượng cổ Chi tiết hơn tôi không nhớ rõ Dù sao ai vào đó đều có câu chuyện của mình Cô học dư là người có khí chân lãnh tụ trời sinh Cho dù trong nhóm toàn tinh anh xã hội đó Cũng như hạc giữa bầy gà Sao làm tiểu tổ trưởng Có điều chuyện ông ta Không thể khai báo rõ ràng quá nhiều Chẳng những dinh lưu tới quốc dân đảng Còn có liên quan tới thủ vị hộ bác Tra thêm vài năm đến ngay cả tổ chức Đặc vụ quốc dân đảng cũng có dinh lưu Rồi sau đó bọn họ tập trung Tiểu tổ lại muốn mọi người tự tố cáo nhau Châu này đất ác Tra ra thì ông ta nguy Không tra ra thì ra tay với người bên cạnh Lúc đó cố học dư nóng lên tranh cãi vài câu suýt nữa đánh người Bị chụp cho tội chống cự cải tạo mang đi sau đó không biết xảy ra chuyện gì Chỉ biết ngày hôm sau mang ra chỉ còn là một cỗ thi thể Họ đánh chết ông ấy luôn à Diệp xoái thất kinh Cái nằm tháng hoang đường ấy Y có nghe nói Nhưng không trải qua thì không thể hình dung cho hết được Không biết Khi đó gọi là tạo tội với nhân dân Vương tu Nhượng đưa đàn đáp án mơ hồ Không phải ông ta né tránh gì Mà thời đó mọi thứ đều mơ hồ Theo bác nói Ông ấy là một kẻ lừa đảo đã rửa tay chậu vàng rồi Có nguy hại gì đâu Cũng không liên quan thì chính trị Chỉ là ông già cổ hộ thôi Sao lại phải dùng ông ta vào đường chết Diệp Soái nghi hoặc Có nguyên nhân ấy Bị con trai con dâu ông ta bị đánh tới chết Trong nhà có hơn 30 thỏi vàng bị lột soát mang đi Có kẻ sợ vụ án tài đình này lộ ra Nên cố ý giết chết ông ta Ông ta là người ma thành hồ bác Lại đưa tới tận thiên dương Để nói rõ vấn đề ông ta dù là bậc tông sư lừa gạt cũng không nhìn thấy rõ lời nói dối lớn nhất thiên hạ Châu rằng đã tới thời đại thái bình rồi ông ta tin vào chính nghĩa công bằng ôi biết bao nhiêu báo vật dân gian đã mất đi vào thời đó kẻ cầm quyền mặc sức trà đạp dân sinh nhét đầy túi riêng một cuộc vận động không biết vơ vét bao nhiêu mà kể những thứ đó về sau chẳng mấy món đó thùng thích đều chạy vào túi ủy ban cải cách và phái cầm quyền thành vô liếng cho con cháu họ phát tài sau này đứng trên đầu người khác Cậu nói đi Đem so ra thì có vô sỉ hơn cả lừa đảo không Vương Thu Nhượng nói tới đó Thì tròm dâu hơi rung lên Chuyện đã qua đi lâu rồi Nỗi hận còn đó Bác à đừng kích động Chuyện qua bao nhiêu năm rồi Với lại giữa người với người chẳng qua là Tranh qua tranh lại Ngay lần này có gì thay đổi gì đâu dẹp xoáy an ủi Cậu lại sai rồi Người khác như thế Cố đại ca không phải như thế Vương Thu Nhượng lần này uống một hơi hết chén trà Trong cách ông ta uống giống như uống thuốc độc Khi tôi vào thăm trại Vì đều là con cháu phần tử năm xấu Nên trò chuyện với cố đại ca rất hợp ý vui vẻ Sau này cố học sư chết Vì người tiêu tụ sản xuất giúp an táng ông nội ông ấy Nên ông ấy nhớ mãi không quên Khi cha tôi được bình xét lại về Trung Châu Ông ấy còn tươi tăm Vừa vào cửa chưa nói gì nó lại ba cái Khóc mà tới rồi khóc mà đi không chỉ nhà tôi Khi đó ông ấy lần lượt tìm thấy những người khác Những người đó gia cảnh đều đi xuống Cậu không biết Phùng Xuân Hùng nổ bắp Ngô ẩm hữu đào mộ Khấu trọng đồi gạo chính là con cái họ đấy Còn cả Điên Nhị Hồ Cha hắn chính là quân nhân quốc dân đảng Khi bình xét lại Vì quân nhân đó Điền Nhị Hồ được chia vào đội sản xuất ở Trung Châu Hắn bị hận chính quyền nên không đi Thả theo lưu manh xã hội Đương nhiên còn có đoan mộc sư bình nữa Cố đại ca tập hợp họ lại là vì trả mối ân tình an táng năm xưa của thế hệ trước. Diệp Soái hiểu rồi, có chút kính phục lẩm bẩm. Thì đa tập đoàn lừa đảo đó sinh ra như thế, lão cố vì trả ơn giữa năm xưa mà chủ động gánh món nợ lên người mình. Chuyện chưa hết, Vũ Tu Nhượng đó trả kể tiếp. Nói vậy không sai, cố đại ca thông tuệ tuyệt luân, ra học lại uyên thâm, từ nhỏ sống cùng ông nội, học được rất nhiều. Lại nghe ông nội kể về phái giang tướng kiến thức ông ấy khi ra giang hồ khác gì cá gặp nước nhưng cố đại ca dù gì cũng không phải được truyền thừa chân chính của phái giang tướng nên có khiếm khuyết phạm vào một sai lầm đó là tôn chỉ phái giang tướng là lấy chỉ để ăn no mặc ấm chứ không tham thứ dòng hoa quy củ đó hạn chế việc lừa đảo trong phạm vi nhất định không phạm vào giới hạn luật pháp dù bị bại lộ cũng bị coi là thủ đoạn điều dân không bị truy cứu đó là bí quyết phái giang tướng có thể truyền đời mấy trăm năm không tàn hại bách tính nên mới được giang hồ tôn trọng. Nó là tổ chức trên không dính liếu tới quan quyền dưới không liên quan tới giang hồ chỉ là tổ chức dân gian không uy hiếp tới thế lực hắc bạch. Chính vì địa vị siêu nhân ấy trong giới giang hồ khi có chuyện cứ nhờ thầy cha bình duyên đưa ra một lời công bằng trên cuốn anh diệu thiên còn có dấu của tất cả các bang phái giang hồ thể hiện họ sẽ nghe theo lời của thầy cha. Cố đại ca là tự học thành tài mà không phải được cố học dư truyền lại bản lĩnh không nắm được chừng mực thế là từ bói toán thôn quê dần dần tới đơn vị lừa gạt đội tới mức không thể không chế nổi đặc biệt là đoan mộc dưới bình tên đó thiên tư thông minh hắn chính là người lập kế hoạch giả liên hợp tàn tật phối hợp với các cơ cấu dân chính đương địa chưa tới một năm đã tới con số kính người diệp xoáy cắt ngang khoan kế hoạch là quả đoan mộc dưới bình sao đương nhiên là hắn cố đại ca cả ông nội lẫn cha mẹ chết trong tay chính quyền Cậu nghĩ lại có chuyện hợp tác với họ sao? Với lại điều đó cũng trái với quy củ phái giang tướng. vì ân tình của đời trước, cố đại ca nhiều lần ngăn cản không được. khi đó đoan bộc dưới bình đã điên cuồng rồi, chẳng những không nghe khuyên can, hơn nữa còn ép cố đại ca phải đem anh rượu thiên truyền cho hắn. hắn nghĩ đàn kế hoạch đó thì trình độ lừa đảo từ tầng cấp cao lắm rồi, cần cuốn sách nát đó làm cái gì? Vì trong truyền thuyết các đời tung chủ phái rằng tướng nắm anh diệu thiên nên cuối cùng đều có tuổi già an lành trong đó ẩn chứa bí mật chỉ tung chủ mới biết cố đại ca không giao vì thấy hắn bắt luôn cả cố đại ca và điền nhị hổ tra tấn điền nhị hổ ép cố đại ca về nó đã tung tích anh diệu thiên đội tu cáo với cảnh sát vụ oan cho ông ấy khiến cố đại ca phải ngồi tù mười mấy năm oan uổng vương thu nhường thuật qua loa vài câu chuyện đau lòng đó chỉ có điều diệp xoái nghe mà khó chịu bình phẩm không được xu nào phải ngồi tù mười mấy năm Xong ông ấy không khai đoan mục dưới bình ra Tôi biết vụ án này không đủ chứng cứ Cuối cùng gần ép cán tội mà Khai ra đoan mục dưới bình Thì bằng bí việc Phùng Sơn Hùng Khấu Trọng Ngô Ẩm Hữu cũng dính vào Nên Cố Đại Ca và Điền Nhị Hồ Đều lựa chọn im lặng Cả hai cùng vào tù Thật không nhìn ra lão già có ngạo cốt như vậy Nhưng đoan mộc dưới bình và năm huynh đệ cùng lừa đảo Sao về sau họ lại đi cùng bác cố Đan Mộc dưới Bình cũng hết tiền Chỉ đưa đi một nữ nhân vứt bỏ toàn bộ Vương Tu Nhượng giải thích Khốn nạn Diệp Soái đấm bàn đánh sâm Đoàn Mộc và Từ Phượng Phi Còn mẹ nó đúng là hẹp lượng phi quân tử Vô độc bất trượng phu Khổ nạn đến thế là cùng Hiểu rồi ẩn nhân bao năm là vì quay lại báo thù à Không phải là báo thù Nếu là báo thù thì ông ấy bất chấp tất cả khai ra rồi nếu là báo thù thì đáng không để lại sân hở trên anh diệu thiên cho đoan Mộc sư bình phát hiện nếu thuần tí là vì báo thù một tên sát thủ đủ giải quyết tất cả đó là chuyện đoan Mộc sư bình mới làm cô đại ca không làm được vương thu nhượng lắc đầu không phải báo thù thì tốn công như thế có ý nghĩa gì chứ diệp xoài không hiểu chỗ này đương nhiên là có sau bàn đấu giá cố đại ca đã giải tán đám khấu trọng phùng Xuân hùng ngô ẩm hữu cùng vài người nữa chi tiền cho họ để làm lại cuộc đời anh diệu thiên cũng đã tìm thấy chuyển nhân ông ấy yên tâm rồi ông ấy đã đi còn báo thù cái gì vương thu nhượng hỏi bạn ồ là cố cao minh hơn đoan mộc dưới bình nhiều tôi cứ nghĩ ông ấy nhất định vạch mặt cho cảnh sát bảo sau đám cảnh sát tứ giờ vẫn chạy khắp nơi tra hỏi chẳng biết xảy ra chuyện gì cứ mà chuyện này ông ấy làm quá tệ khiến bao người không liên quan dính líu vào Cũng cả tôi hiện giờ ông ấy thì tiêu diêu ném phiền phức vô tận cho Đoàn Mộc dưới Bình, hắn có đống án trong tay bị cảnh sát bắt được, coi như mọi chuyện kết thúc. Sau đó lão cố còn được mỹ danh tình nghĩa, nói thế nào cũng là đoan Mộc dưới Bình làm chuyện bất nghĩa, tự hại mình chứ gì. Diệp Soái đến giờ mới hiểu ngọn nguồn. Nếu cậu muốn lý giải kiểu đó thì cũng đúng. Cố đại ca tất nhiên muốn đoan Mộc dưới Bình phải đền tội, nhưng không muốn hắn bị hủy trong tay mình. Cho nên vèn vẹn chỉ cung cấp sự thực đã xảy ra Mà không cung cấp thông tin tư nhân mà ông ấy nắm được Cho nên đắc đối dẫn lên người tôi Đúng Ông ấy biết cậu là loại chuyện gì cũng dám làm Dám ôm bom lao vào cảnh sát cơ mà Vương Tu Nhượng đùa đùa Thật thật nói Ờ Diệp Xoái ngẹn trắng mắt Lúc nãy bình luận một câu bị người ta đem ra gài Kỳ thực không nhất định tìm thấy cậu nhưng cố đại ca coi trọng năng lực sinh tồn của cậu Ông ấy không muốn hại ai Bao gồm cả cậu Bao gồm cả nữ nhân đăng ký tù nghệ khác Lôi hân lôi Phải rồi Cậu không cần lo Cô ấy cũng được an bài ổn thỏa rồi Số tiền của ấy nhận đủ sống dư giả dạ cả đời Đã nước ngoài sống cũng không sao Vương tu nhận chân an Thật ra với cậu không khó Cậu trốn đi để đoan mộc dưới bình không tìm thấy cậu Cũng là lựa chọn không tệ Đoan mộc dưới bình tới Trung Châu Cũng là vì không muốn sân sau của mình bị phá hoại Đến khi hắn tiến thoái lưỡng nan Coi như hắn cùng đường Thế đâu khó Hay thế này đi bác Vương Nói cho tôi tung tích của đoan mục dưới bình Tôi đi làm tiểu nhân cho Đơn giản nhanh gọn Diệp Soái đề xuất một cách giải quyết Nếu biết thì đã dễ đổi Đoan mục dưới bình là kẻ lừa đảo thực sự Hắn lại đấu với cảnh sát mười mấy năm Xuất thân từ tầng đáy của xã hội Ngoi lên giai cấp thượng lưu Cho nên ở đâu hắn cũng như cá gặp nước Tìm ra hắn đâu dễ Cậu còn chưa hiểu tác dụng của mình à Cậu chính là cột mốc để cảnh sát xoay quanh Và đoan mục sư bình thì sớm muộn cũng tìm thấy cậu Vương Thu Nhượng giải thích Lo y chưa đó bản thân đã hồ đồ thành tọa độ di động rồi Diệp xoáy nghe chửi um sum Cái lão già đó đúng là tính toán sâu xa Đào hố quá hay Còn lại cái hố di động Đừng nói chuyện anh Diệu Thiên Không có mình cũng có cả đống chuyện thối nát Để cảnh sát bám đuôi đôi Đoàn mộc sư bình tìm mình đúng là tự tìm cách chết Xem ra tôi không có lựa chọn nào khác Thực ra từ lúc cậu lấy tiền đi Là đã lên thuyền rồi 500 bạn kia đủ hủy cậu Nếu vì tổng giám đốc Phượng Nghĩ Hiên Đang ở nước ngoài kia tố cáo cậu tham ô công quỹ Thì cậu nhảy xuống hoàng ngà cũng không rửa sạch được Vương Tu Nhận nhẹ nhàng đưa ra một uy hiếp Đây là vụ lỡ đảo đem tất cả mọi người Chùm vào trong tâm lưới của nó Bao gồm cả Diệp Xoái Vụ lỡ đảo rối đắm thế này Cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì không ai nói rõ được diệp soái giờ không dám tin ai nữa không dám chắc gì nữa nó không chừng bị tổng giám đốc không hề quen biết kia làm thế thật mình không còn đường mở chạy nữa rồi được tới thì tới đi binh tới tướng ngăn nước lên để chắn nhưng lời không ai tôi nói trước tôi không phải quân tử tôi không sao thì cả làng vui vẻ tôi mà có chuyện bác cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp cái nhà này của bác nhiều gỗ như thế trong một môi lửa cháy tương bừng lắm Bác nói tôi dám ôm bom lao vào cảnh sát đúng không Với tôi nói với tổng giám đốc đám chó gì đó của Phượng Nghi Hiên Tôi ném quả bom vào đó cũng không mềm lòng đâu Diệp Soái đứng dậy đi luôn Dẫm phải bẫy đôi thì đành phải chịu thôi Tài kém hơn người không trách ai được Nhưng đừng ngại nghĩ có thể thoải mái sai bảo y Đợi khỏi cửa Đi ra khỏi cái ngõ dài lặn léo Xem thời gian thì đã 10 giờ hơn Khởi động xe phóng ra đường xe qua xe lại Tâm tình hỗn loạn nhất thời Khó tìm được phương hướng không biết phải đi đâu Sống ở đây hai mấy năm rồi Cũng chẳng muốn đi đâu Ai mình phải làm gì đây Diệp xoái đổ xe lại Ở bên con đường không đó tên Tay đưa lên ngực Ở đó có tấm thẻ ngân hàng cất giữ 500 vạn Y chưa từng động tới một xu khoản tiền lớn như vậy nếu xảy ra vấn đề Đó không phải chuyện đùa Đời này của Y coi như hết Miệng dọa người ta như thế chứ lòng sợ lắm Đúng sợ hãi Đi sai một bước thôi mà bùn ngập tới cổ rồi Như con ếch đun trong nồi nhỏ lửa Nhận nan thì đã quá muộn rồi Đây là thông tin buổi trình lý đã được Mọi người xem đi Hôm qua chúng ta có tiến triển trọng đại Người này chính là Lương Căn Bang Ghi phạm của vụ án lừa đảo qua điện thoại 419 Sở tình liệt vào danh sách truy nã cấp A Trước tiên chúng ta luôn cho rằng Hắn đã rời khỏi Trung Châu Không ngờ hắn không chạy Còn nữ nhân trên tranh rất đặc thù theo những nghi phạm trong vụ lừa đảo qua điện thoại khai nhận Cô ta tên Tiểu Ngọc Trong đoạn video này chúng ta có thể nhận ra Cô ta vừa nhìn thấy lương căn băng lên hoảng loạn bỏ chạy Sau đó thông qua cửa đầu đạc phía sau trốn mất Nhân viên bưu điện đã xác nhận việc này Thẩm thử ngăn hắn dòng nói một trang dài Hôm nay chủ yếu cảnh sát cơ sở hành động Tổ chuyên án nghỉ ngơi một ngày Lúc này bóng đêm phủ xuống Nhưng tinh thần ai nấy cũng không tệ Hắn đổi hình ảnh Cùng lúc đó, chúng tôi cũng trả ra từ Phượng Phi ra vào tòa nhà bưu điện. Bọn nó có hai người trừ từ Phượng Phi với thân phận Vương Lệ. Nhân viên bưu điện xác nhận còn có người khác đi cùng là Trần Ngọc Lan. Cái tên rất bình thường, không biết có phải là tên thật của Tiểu Ngọc không? Không thể tra ra được, tạm thời bỏ qua. Bây giờ chúng ta chỉ cần suy nghĩ ba vấn đề. Thứ nhất, từ Phượng Phi rời nhà mười mấy năm có được không chỉ một thân phận, chứng tỏ có gây dựng quan hệ ở Trung Châu. Người này có thể là Lương Căn Bang. Vấn đề thứ hai, Đoan Mộc Dĩ Bình và Từ Phượng Phi liên tục thay đổi thân phận, tin tức chúng ta biết đã 24 tiếng trước rồi, đôi này không đó còn ở trung châu hay không. Thứ ba, nữ nhân tên Tiểu Ngọc này đã có thể là điểm đột phá của vụ án, cô ta từng lừa tiền của Lương Căn Bang, không biết hai người gặp nhau là trùng hợp hay là Lương Căn Bang biết tin truy tìm tới nơi. Theo chúng tôi phân tích, hai kẻ này khả năng là xung đột nội bộ liên tục vấn đề đặt ra khiến phía dưới đối vào trầm tư trong phòng chỉ còn giọng thầm thường ngang vang vang hiện giờ ban ngoại vụ đã liên hệ với hình cảnh điều tra sổ sách công ty liên quan bỏ chứng cứ chỉ vào đoan mục dư bình người này không chỉ là kẻ đứng sau một loạt vụ án lừa đảo trong nước mà bốn năm ẩn thân ở nước ngoài cũng có dấu hiệu đáng nghi lời nói thì mạnh mẽ nhưng chứng cứ yếu ớt mọi người cảm thụ được sự khác biệt của kẻ lừa đảo hiếm có này hắn không chỉ xuất hiện một lần nhưng bất kỳ lần nào triệu tập phối hợp điều tra thì cũng là giấy tờ giả Nói đi, mọi người cứ thoải mái nói Chúng đang huy động trí tuệ quần chúng mà Tiểu Phương, vụ lừa đảo này là cô phát hiện trước Thẩm thử ngang điểm danh Phương Huy Đình cười ngượng Tôi không bố điều quá mắt thở nữa Để các đồng chí thực địa nói thì hơn Uyển chuyển nói một câu Không ai để ý tới cô Phương Nguyệt Đình thành công che giấu hồ nghi trong mắt. Bức ảnh nữ nhân kia, cô có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, nhưng nhớ không ra, chỉ là cảm giác rất quen thuộc. Về tổ trưởng hình nói đi, anh ấy còn một việc thông báo. Thẩm thượng ngang ném gánh cho hình Ái quốc. Hình ảnh quốc đứng lên điều chỉnh máy vi tính. Một cảnh sát bình thường chiếu lên màn hình. Phương Nguyệt Đình tức thì rung mình. Cô nhớ ra rồi, khi đó cô và Tiều Mộc ra ngoài điều tra bắt được Diệp Soái, hỏi chuyện liên quan tới nữ tiêu sau bật bộ âm tín vừa đôi nhìn diệp soái mặc cảnh phục cô liền liên tưởng tới vụ án đó cô gái kia từ bóc dáng và dáng đi đều giống nhau lại lại là cái tên đó y không muốn sống nữa à chưa đợi cô suy nghĩ sâu thêm hình ảnh quốc đã đập đập mic nói khả năng mọi người đều không biết người này nhưng tôi nói cha cậu ấy là diệp thế tài chuyên gia chống lừa đảo lừng danh của hệ thống công an đường sắt chắc không ai lạ những tiếng ồ vang lên khắp phòng Rõ ràng chẳng ai lạ gì dịp thế tài Lý làm nhanh miệng hỏi Sao thế? Lão Hình Chẳng lẽ công an đường sắt cũng đang trao vụ này à? Cha gì mà cha Thằng nhái này là dân thất nghiệp Không nghề ngẫu gì Không phải cảnh sát Lão Hình trả lời Không phải cảnh sát đâu Hả? Hay rồi Không ít người bật cười Xem kỹ hơn Nếu không phải cảnh sát Thì bộ cảnh phục kia là hàng giả Chất lượng tốt Làm giá như thật hơn nữa xuất hiện ở nơi mẫn cảm như vậy có vẻ có trò hay quả nhiên lão huỳnh giới thiệu tôi vô tình phát hiện ra thôi không ngờ thằng nhãi này tra ra lương căn bang và từ phượng phi còn sớm hơn chúng ta còn lấy đi bản sao giám sát ý đúng là lấy danh nghĩa cảnh sát đường sắt phía bưu điện rất phối hợp không thể nào hành xong thành phản bác khách sạn này thuộc hệ thống bưu điện hả à? họ là cơ quan sự nghiệp chẳng nề mặt cảnh sát đâu Y đi một mình lại qua mắt nhiều người làm việc thuận lợi thế à? Tổ trưởng hành cho xem thường cậu ta Người báo tin vụ án lừa đảo 419 Nói với bên ngoài là quần chúng báo tin chính là cậu ta đấy Đồng Huy nói vào Nghiêm khắc mà nói thì không thể tính là tố cáo Tục binh thêm một câu Nhưng còn lợi hại hơn tố cáo Cậu ta trực tiếp đoán ra thủ pháp gây án và mô hình thao tác của nghi phạm Tuy chúng ta không bắt được lưng căn bang Nhưng bắt được 12 nghi phạm quanh hắn Mọi suy đoán của cậu ta khi đó đều chứng thực là chính xác Thế à Thần kỳ vậy sao Sao không thu nạp vào đội ngũ thực địa các anh Không phải cậu ta có tiềm năng lắm à Lý làm xem trên màn hình Diệp Soái giao tiếp với bên nhà khách bưu điện Cực kỳ thuần thục thuận lợi Bà ta căn bản không biết Diệp Soái đánh giá Lão hình lắc đầu Chỉ lý Chỉ không biết đấy thôi Nhân phẩm cậu ta kém lão Diệp Một vàn tám ngàn dặm Riêng tiền án đã có mấy cái Từ đánh nhau gây thương tích tới trộm cắp Nghe nói khi ở khu tập thể đường sắt Thu loại phá làng phá xóm Tốt nghiệp mấy năm không làm chuyện gì đàng hoàng Lần trước khi chúng tôi tìm Cậu ta còn đang bị đồn công an giữ À thế mới có câu Cảnh phi một nhà Lão Diệp đúng là tâm gương sáng trong ngành Lý làm than một câu Khiến cả phòng cười độ Chỉ có Phương Huy Đình là chẳng thoải mái gì Nhịp thở gấp gáp Mặt đỏ tía tai Toàn thân khó chịu cứ như ngồi trên bàn trông Thầm kêu Chuyện này hỏng rồi Dù không có chuyện gì chăng nữa Bị tổ chuyên án nhắm vào Thế nào cũng phải tra ra hai năm rõ mười mới thôi Còn tôi giả mạo cảnh sát nữa Cái này mà truy cứu thì không nhạy được Cứ như để khoét sâu thêm Lo lắng của Phương Huy Đình Thầm thường ngang đứng lên nói Người này mấy hôm trước Cùng một người bạn tới hộp đêm Đại Phú Hảo ăn chơi Khi đi ra xe điều lái xe xô vào xe cảnh sát giao thông còn ở trong tổ chuyên án của chúng ta một đêm tôi lấy làm lạ là sao cậu ta lại biết nghi phạm ở nhà khách bưu điện xem băng ghi hình thì thấy mục tiêu của cậu ta vô cùng rõ ràng tìm gặp đội trưởng bảo an trực tiếp tới phòng giám sát lấy đi phim ghi hình trước sau chỉ mất mười mấy phút sau đó biến mất tới giờ chúng ta chưa tìm ra sao phải nghĩ cứ bắt về cha là ra thôi hành song thành nói một câu cảm giác có vài phần ánh mắt quá dị nhìn mình cứ như nói sai điều gì Thầm thượng ngang thông thả nói Cha thì nhất định phải cha Nhưng phải chú ý phương thức phương pháp Diệp Thế Tài là tấm gương cảnh sát tỉnh Huân chương lao động mùng 1 tháng 5 Chẳng lẽ lấy lý do giả mạo cảnh sát ra cha cậu ta Cha đã được sao Anh chưa tiếp xúc với cậu ta Nên chưa đó Chỉ cần bao phút cậu ta có ngay lời nói dối hợp lý Giả mạo thì giả mạo Cậu ta không gây bất kỳ nguy hại gì Có bắt cũng phạt trị an Nặng hơn thì giam giữ có thời hạn Không ích gì cho việc điều tra của chúng ta Mọi người thảo luận đi Thông tin chỉ có chừng đó Ra tay từ đâu đây Sự tình đang nóng lòng lắm rồi Lão hình tục binh lần trước cùng Diệp Soái Truy bắt người Ánh mắt như vô tình liếc về phía Phương Quy Đình Ý tứ của họ rất rõ ràng Đó là muốn cô nghĩ cách mơ ra tình huống Diệp Soái biết Cô giờ vờ không nhận ra Từ đầu tới cuối không nói năng gì Cuộc họp hôm nay làm lòng cô hỗn loạn Tổ trưởng thẩm, chỗ này tôi nghĩ nên ra tay từ địa phương Hành Song Thành phát biểu Phạm là kẻ bỏ trốn Trước tiên là phải huy động tài chính Hai nữ là có người liên lạc ở địa phương Cho nên đoan mục dư bình mới có thể trốn kỹ như thế Nguồn tài chính thì chúng ta tạm thời không động vào được Khả năng gây phản ứng dây chuyển Hậu quả vô cùng Vậy thì còn người liên hệ Lương Căn Bang, Tiểu Ngọc và con trai Diệp Tiền Bối Một trong ba người này thế nào cũng có người biết Phải rồi tôi nhớ đau rồi Lão Hình anh nhớ không hai tháng trước chúng ta tìm diệp soái tìm hiểu tình huống cậu ta nói lương Cân bang vẫn ở trung châu tục binh nói xen vào lão huynh gật đâu chuyện này cô ghi trong báo cáo công tác hành xong thành phố bàn đấy điều này chứng tỏ y cô dinh líu tới nghi phạm tôi trưng thầm sao chưa có hành động bắt y đi còn có vấn đề gì à không phải tôi không lo cậu ta biết gì tôi lo là cậu ta không biết gì làm chúng ta lãng phí thời gian người này trơn như trạch vậy ở nhà được cảnh sát hôn đúc đang ngoài lan lộn xã hội vài thứ đó hơn chúng ta tóm được y không dễ hơn bắt lưng căn bang đâu thẩm tử ngang hơi dừng lại mắt tựa như nhìn phương quy đình thầy cô vẫn không chịu lên tiếng nói tiếp tôi hỏi thế này nhé mọi người có nghĩ đoan mục duy bình và từ phượng phi còn ở trung châu không tôi không biết tôi không đoán tôi chỉ coi trọng dữ liệu hành song thành đún vai chính ủy đồng các anh thì sao theo tôi nghĩ trước khi Đoan Mộc Dư Bình nhận ra chúng ta theo dõi hang ổ của hắn ở Singapore Thì hắn vẫn ở Trung Châu Tôi kiến nghị đồng loạt tra Diệp soái Lương Cân Bang, Tiểu Ngọc, Điện Nhị Hổ Khi nào có tiến triển thì chúng ta dùng nguồn lực vào đó Đồng Huy nói một cách vẹn toàn Thầm thượng ngang xem đồng hồ đã gần một tiếng đôi Cuộc họp đã kéo dài, nhìn về cuối bàn Thầy Trịnh, thầy có thể chỉ dẫn một chút không? Lúc này mọi người mới để ý tham dự cuộc họp hôm nay còn có một người trung niên tuổi chừng 50 mặc trang phục mùa thu không giới thiệu còn nghĩ là đồng nghiệp ở tỉnh bên tới phối hợp. Giới thiệu mới biết là Trịnh Quân, Phó Chủ nhiệm Ban Nghiên cứu Tâm lý Tội phạm Sở Công an tỉnh. Cái tên này với Phương quy Đình mà nói nhớ sớm bên tai, quay đầu nhìn chỉ thấy là một ông già trắng trẻo giống người làm việc văn phòng an nhàn tiêu thẩm đã điểm binh anh lính già này phải quay lại phục dịch ha ha với tôi nói với cảm thụ hôm nay tôi xem ký tài liệu liên quan tới đoan bộc dưới bình có vài điều phải chú ý thứ nhất đó là vấn đề nội ứng ngoại hợp cái gọi là giang hồ xưa nay luôn luôn tồn tại giống như sở hậu quả pháp luật bóng tối dưới tòa nhà là sự tồn tại khách quan chúng ta không hiểu nó nhưng đoan bộc dưới bình hiểu dù chúng ta đóng băng tài khoản cũng chưa chắc làm khó được nếu hắn liên kết thế lực đen ở Trung Châu với hậu quả khôn lượng Bất kể là hắn muốn bỏ trốn hay làm chuyện gì đó đều sẽ ngoài tầm mắt chúng ta. Biển người mênh mông chúng ta không làm gì được nên tôi cho rằng lời chính ủy đồng là đúng. Chọn dễ thay khó, Hồng thì cứ quả mềm mà bóp, tiến từng chút một, tích từng thắng lợi nhỏ thành đại công. Vỗ tay, thầm thường ngang đi đầu, loạt tiếng vỗ tay khác phụ họa. Nửa là kính phục, nửa là lấy lòng, Bị phó chủ nhiệm này trong vụ án truy bắt thành viên cốt cán tà giáo ở Trung Châu thành công miêu tả thủ pháp đặc trưng của chúng dẫn tới bắt giữ thành công đối với những cao thủ mới nổi giữa công nghệ cao phá án bồi phục vô cùng mọi người đừng quá tin vào tôi phá án nhiều năm như thế tôi tin một câu pháp vô định tắc cảnh sát chúng ta thì tuân theo quy củ nhưng nghi phạm thì không có quy củ nào cả hôm qua tiểu thẩm liên hệ với tôi phân tích tâm lý nghi phạm này tôi xem tư liệu đưa ra kết luận Đoan Mộc dưới Bình là nhân tài Không chỉ y quy và EQ cũng cao hơn tôi không ít Trịnh Quân nói chuyện thoải mái dí dỏm Thu hút mọi người lắng nghe Đoan Mộc Dư Bình Cha là Đoan Mộc Lương Trạch Trước giải phóng là chuyên gia vàng bạc đa quý Có tiếng trong giới học thuật Thời cách mạng văn hóa bị bức hại tới chết Mẹ ngô nhân Mỹ bị chồng liên lụy Đưa tới nông thôn lao động Vì đại gia khuê tú cương liệt này Nghe tin chồng chết cũng nhảy xuống tự tử Cả phòng đều im lặng một câu chuyện quá thông tục Xưa như trái đất Cha mẹ chơi tước tuổi Lớn lên học thành tài Trở về báo thù Phần nào đó trong lòng họ không khỏi suy nghĩ Người ta không sai Trình quân tự hồ cũng hiểu sự im lặng Trong phòng đại diện cho cái gì Nhưng ở lập trường của bọn họ Cảm xúc cá nhân không đáng nói Đây là một kẻ gây nguy hại cho xã hội Bọn họ phải tìm cho ra hắn Tôi tra tài liệu bình xét lại Ngay cả người tới nhận hỗ trợ cũng không có chỉ có đứa con côi Đoan Mộc Dư Bình sinh năm 1965 Khi cha mẹ chết chắc hẳn hắn đã hiểu chuyện rồi Ghi chép cuối cùng về Đoan Mộc Dư Bình là Hắn xuất hiện ở kỳ huyện năm 1987 Theo cư dân đương địa Khi cả nhà bị liệt vào phái phản động Người giám hộ là chú họ sao của hắn Có điều sau khi cha mẹ hắn chết Ngay cả người chú này cũng không dám giữ hắn Chắc mọi người hỏi Hắn lớn lên thế nào Tôi không rõ Nhưng hắn lớn lên rồi Sở dĩ nói điều này là nhắc nhở mọi người Cha mẹ chết, người thân vứt bỏ Cảnh ngộ bất hạnh rất có khả năng Thành nguyên nhân hắn chống đối xã hội Nhìn từ cuộc đời hắn Tập đoàn lừa đảo kia thu nhận hắn Nhưng hắn lại khi sư diệt tổ Tàn hại đồng môn Còn cả những bộ lừa đảo kia Hoàn toàn không cố kỷ, không giới hạn Tôi nhìn ra đó là người cực kỳ ích kỷ Lấy bản thân làm trung tâm Tính cách biến thái thức vặn vẹo Không thể dùng tư duy thông thường suy đoán hành vi của hắn không thể nào hắn là một tên thần kinh à Tục binh buột miệng Mọi người cười Trinh quân không phật ý Đừng có thường người bị bệnh thần kinh Phạm là người có chút bệnh về thần kinh Đều không phải bình thường đâu Khó phòng lắm Vấn đề thứ hai cần chú ý là tính cách vặn vẹo Khuyên hướng, chống đối xã hội Mọi người phải hết sức chú ý Vì loại người này nếu nhìn bề ngoài không nhận ra hắn bị thần kinh Tức là hắn ở trạng thái cân bằng vi diệu Một khi sự cân bằng này pha vỡ sẽ gây ra hậu quả không ngờ tới. Ví dụ, nếu hắn phát hiện đường lui bị chúng ta chặn rồi, hoặc hắn thấy nơi vào cục diện bất lợi sẽ có chuyện ngoài dự liệu. Có thể là chuyện gì? Đồng Huy hỏi. Tội phạm thăng cấp, hắn có thể giết người, tự sát hoặc là dùng phương thức cực đoan trả thù xã hội, kéo tất cả mọi người cùng chết chung với mình. Tôi mong suy đoán thể nhất đó sẽ không xảy ra. Trình Quân phát biểu xong, thở dài ngồi xuống phòng hội nghị lần nữa im phăng phắc đều bị phán đoán này làm thầm thất kinh thảo luận một phen về động tính có thể của nghi phạm nhưng vì ổn thỏa vẫn chiếu theo kế hoạch cũ mở đồng tra xét ở sân bay nhà ga đường xá hy vọng thông qua thanh thế lớn dẫn dụ hắn ta nếu không chẳng biết làm thế nào đúng 11 giờ từ KTV nhà khách chung cư đơn thân căn hộ cho thuê hiệu massage khắp nơi xuất hiện bóng dáng cảnh sát Đường phố cũng có xe cảnh sát hú còi chạy qua Dùng kiểu tra xét răng lưới này ít nhất có thể tranh thủ làm sạch bầu không khí xã hội Thừa cơ tìm ra người che giấu tung tích Bắt kẻ nào tốt kẻ ấy Kiểm tra đột xuất tới 3 giờ sáng Vẫn không có kết quả gì Không giờ Cao tốc liên hoắc Một chiếc Mercedes S-Series Phóng như bay Được đặt cảnh áo đen tay làm làm súng đang hiệu đối lại bên đường Trong xe một nam một nữ Đặt cảnh đối chiếu với ảnh truy nã muốn xem giấy tờ hỏi Muốn thế này đi đâu Thôn Lục bảo nhà tôi ở đó Vớt vào rồi đúng chứ cảnh sát Nam nhân rất nho nhã Nữ nhân rất đẹp Cách cửa sổ con người thiếu bụi nước hoa Cảnh sát xem giấy tờ Lại thấy nam nhân phù hợp như thế Đi vòng quanh xe nhìn cúp sau Không thấy gì khả nghi Phật tay bảo đồng nghiệp cho qua Không phải tướng mạo đặc trưng không phù hợp Tự hồ không giống kẻ bỏ trốn Lái một cái xe bắt mắt chở theo nữ nhân còn thu hút chú ý hơn càng không phù hợp người kiểm tra thở dài đó mới là sống xe đi đắt nhất ngủ với em gái đẹp nhất ngược đôi phải nói là đi xe đẹp nhất ngủ với em gái đắt nhất mấy cảnh sát khác nghe vậy đều cười lớn không giờ đồi hiện giờ bọn họ ở lối đa vào trung châu liền mấy ngày qua đội bọn họ canh giữ tra xét ở đây chẳng hiệu quả gì ngược lại than phiền không ít cười đùa châm thuốc đêm khuya sương lạnh ngay cả sở trường đấu tiêu hao là sở trường của đặc cảnh đó đang cũng lơi lỏng bóng người ở gương chiếu hậu biến mất đoàn mộc xếp bình khinh bỉ em nhìn đi chúng ta là người tự do thoải mái ra vào cảnh sát trung quốc toàn là kẻ chủ nghĩa hình thức nói gì mà thiên la địa võng lưới trời lồng lộng chúng cho rằng mình là thần tiên à ngữ mấy thằng này chỉ dọa người dân với bọn trộm vặt lắc đầu biệt thị mỗi lần đi qua ngay dưới vành mắt cảnh sát đoàn mộc dây bình đều giữ ung dung tới biên thái loại chuyện khiêu chiến này trò chơi mèo vườn chuột này khiến hắn kích thích giống như nghiện vậy không cách nào bỏ được từ phương phi lúc này mới vừa bình tâm lại trách giấy bình gần đây anh làm sao vậy chuyện này cần thiết sao quá nguy hiểm không không em nhầm rồi càng những lúc thế này càng không có chút nguy hiểm nào bọn chúng nhất định cho rằng chúng ta càng ngày hoàng hốt bất an hoặc trốn chui trốn nhủi hoặc bỏ trốn vùng ngoài nhưng nếu chúng ta ngây ngang đi xe đắt tiền chở theo mỹ nữ đi từ chỗ kiểm tra nghiêm ngặt chúng càng không nghĩ chúng ta là nghi phạm đương nhiên nói không chừng chúng chẳng phải đang tìm chúng ta nhất định cho rằng chúng ta đi rồi đoàn mục sư bình lái xe vững vàng rất bình tĩnh Giống nói cũng không có chút gợn sóng nào từ phượng phi lại lần nữa bị thuyết phục sống cùng với nhau đã lâu cô quen phục tùng vì người bên cạnh tới giờ chưa từng sai vẫn cẩn thận thì hơn Bữa lại em thấy anh chẳng cần tới gặp lưng căn bang Hắn là cái thá gì Chỉ lấy tiền mà còn xảy ra chuyện Thiếu chút tiếp bị cảnh sát nhổ tận gốc Trong mười mấy kênh trực tiếp của chúng ta Hắn là kẻ ngu ngốc nhất Hà hà Cái đó thì anh không phản đối Nhưng ở Trung Châu này không tìm hắn thì tìm ai Với lại anh thích qua lại với kẻ ngốc Như thế thể hiện được ưu thế trí tuệ của chúng ta Xe đã đi qua thôn lục bảo Đoan mộc mở cửa sổ xe đa Gió lạnh ùa vào Mang theo hương thơm vùng hoang dã hắn hít thật sâu từng tế bào phổi như muốn hét lên khoan khoái người sống cuộc đời bình lặng thì luôn khao khát kích thích người quen với nguy hiểm bấp bênh thì muốn bình an từ phương phi thuộc loại sau mỗi khi hai người họ ở riêng bên nhau cảm giác đó càng mạnh mẽ dưới bình thực ra em thấy cuộc sống ở trung châu rất tốt em thực muốn xây ở đây một ngôi nhà không đi đâu nữa chỉ có hai chúng ta tốt biết bao em lại lo lắng rồi đoan mộc dưới bình đáp chuyện chẳng liên quan nhưng lại nói trung tâm sự của cô từ phượng phi thất vọng đổi cách nói uyển chuyển không ngờ bị đoan mộc nghe ra đóng cửa sổ xe lại đúng là hơi lo vì có đáng không chuyện phát triển thứ mức này dưới dưa tiếp ở trung châu làm gì đáng chứ bất kể vì anh diệu thiên hay vì thầy cha đều rất đáng anh luôn nói thế nhưng em thấy không đáng Oán thù thì kết tội Còn cuốn sách kia Chẳng qua là sách dạy lừa đảo thôi Với gia sản của chúng ta bây giờ Chẳng làm gì chỉ phung phí Hai đời chúng ta tiêu không hết Mỗi khi gặp phải loại khẩu khí này Đoàn bộc dưới bình lại rất kiên nhẫn Như thuyết phục một cô bé Em nhầm rồi Hiện giờ chúng ta cái gì cũng có Chỉ không có đường lui Huy động vốn của Thụy Dục đã tới giới hạn Có thể bị bại lộ bất kỳ lúc nào Cái tên từ lệ nhã của em Sẽ vào danh sách truy nã Còn anh thì không phải nói nữa anh từng nghĩ tới quốc gia không có hiệp ước dẫn độ để sống nhưng như thế khác gì chụp một cái lồng lên đầu chúng ta mãi mãi không thoát hoặc chúng ta mai danh ẩn tích được có khả năng này những mối gia sản của chúng ta muốn kiên tiếng cũng không được càng có tiền càng có sống yên ổn anh đang nghĩ đi nghĩ lại rồi nhưng không có cách vẹn toàn nào anh đâu muốn làm kẻ lừa đảo cả đời từ phượng phi không hiểu về chuyện chúng ta làm thì có đường lũi à Đoàn Mộc Sư Bình để lộ đã vẻ khao khát hiếm có Đương nhiên Em nghĩ vì sao anh Diệu Thiên là thánh kinh giữ lừa đảo Đó là vì các đời tông chủ của phái giang tướng Ai cũng có thể an toàn rút lui An hưởng tuổi già Chuyện này mấy huynh đệ của anh đều biết Nhưng không biết bí mật là gì Thật không? Sao em nghe huyền ảo quá? Từ Phượng Phi không tin lắm Cho nên anh mới phải làm đó thật giả Nhưng anh nghĩ sự thật nhiều hơn dù là anh nói về thuật lừa đảo cũng không bằng thầy cha Ở cùng ông ấy mười mấy năm Anh chưa thường thấy ông ấy dùng thủ pháp nào hai lần Mỗi lần thành công là biến mất Vĩnh viễn không quay đầu Trước kia anh rất khinh thường ông ấy Nhưng bây giờ anh mới thấy ông ấy cao minh Thủ pháp của anh có quy luật Dù thiên biến vận hóa bề ngoài Bản chất cách thức lừa đảo vẫn thế Còn thủ pháp của thầy cha Không thể nhìn năm anh mối Nếu anh bị nhìn thấu át phải bỏ trốn Còn ông ấy dù bị phát hiện Cũng khó khép ông ấy vào tội lừa đảo Đàn Mục tán thưởng thật lòng. Giống như lần này thông qua bán đấu giá bố cục, bố cục này rốt cuộc sâu cỡ nào, ông ta mà không nói ra, em sẽ mãi mãi không thể biết hoàn chỉnh. Giờ bại lộ rồi thì ông ta đâu tổn hại gì, đó là chỗ ông ta cao minh hơn anh. Vậy sao trước kia ông ta lại thua dưới tay anh? Tử Phượng Phi hỏi vặn. Không phải là ông ta thua, mà là không muốn anh bị ngã bởi vụ án ấy. Nếu không ông ấy mà khai anh ta thì anh làm sao chạy được có điều làm thế thì liên lụy tới đám huynh đệ của anh Nhân từ là nhược điểm của ông ấy Anh không hiểu Đã làm cái lừa đảo còn mang cái mặt nạ nhân từ làm gì Điều anh không hiểu về ông ấy quá nhiều Cứ nghĩ ông ấy ngồi nhà ra mười mấy năm đi ra Thì là ông già thậm chí chả tự lo liệu cuộc sống Vậy mà em xem Ông ta lại có thể bố cục trước mấy năm liền Vẫn có thể hô mưa gọi gió Bản lĩnh này anh kém xa Anh mà thua trong tay ông ta Thì không còn cơ hội trở mình Thế nên anh đoán Trong cuốn anh Diệu Thiến nhất định chưa bí mật mà anh chưa biết Đoàn Mộc Sư Bình càng nói càng kiên định Bằng mọi giá anh phải có được cuốn sách đó Từ Phượng Phi nghe ra rồi Đoàn Mộc Sư Bình ở lại quyết tìm cuốn sách kia Vì đang tính đường lui cho cả hai người Bộ não không còn Cần vắt óc nghĩ cách bơ vết tiền của như nhiều năm trước nữa Đến sự thay đổi nhỏ này làm Từ Phượng Phi thấy đáng rồi Vì thế cô không nói nữa nghe đoàn bộc dưới bình kể chuyện năm xưa mấy huynh đệ xem tướng tính số bắt quỷ trừ tà có vẻ đó là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn cô bị những câu chuyện như chuyện cười đó làm bật cười mấy lần xe đi gần 10 km di chuyển vào thôn lúc dừng xe lại nhìn thấy ngôi nhà mái tròn vươn lên trong trời đêm đoàn bộc dưới bình gọi điện liên hệ một mình xuống xe từ phương phi an đi lái xe tới nơi kín đáo tắt đèn đợi trong bóng tối đoàn mộc sư bình nhàn nhã đi trên con đường đất nghe tiếng côn trùng kêu hòng gió đêm mát lạnh nơi thế này tuyệt đối an toàn không bao lâu sau có bước chân gấp cáp truyền tới lưng căn bàng kích động hô lên có phải là ông chủ vương đấy không nửa đêm canh ba còn có ai khác sao đoàn mộc sư bình đáp nhỏ thật kính thật kính mời trong bóng tối lưng căn bàng khách khí nói ngầm đánh giá người này và dáng thẩm thước đầu mái lệch đi chắp tay sau lưng lưng hơi còng trông giống mấy kẻ kế toán đơn vị nhưng hắn không dám xem thường đây là ông chủ vương có tài biến đá thành vàng được gặp mặt một lần là vinh hạnh lớn đoàn mục dưới bình hỏi người đâu ở kho lạnh dưới lòng đất rất an toàn vì ông chủ ngô kia bị chúng tôi giam từ hôm qua thành thật chứ đất thành thật không gây phiền toái gì Tiền mang thứ đổi đầy đủ Số tiền này xử lý ra sao Tiền của anh tôi chỉ tôi gặp người thôi Lại kiếm cho anh chút thuyền toái Xong có thủ lao Bang tử xong việc lần này đi theo tôi đi Tôi nghe nói anh bị công an đại lục Truy bắt khắp nơi Không ở lại đây được nữa Ra nước ngoài đi Chỉ cần có tiền nhân quyền và tài sản của anh sẽ được đảm bảo Cái này lưng căn bang tin Không phải bao quan tham đều trốn ra nước ngoài đó sao Nếu được như thế con gì băng Vâng tôi muốn đi rồi mà không có đường Ông chủ vương thực sự có thể đưa tôi đi sao Đoàn mộc dưới bình có thể nghe ra Sự thay đổi trong giọng nói của Lương Căn Bang Cho hắn một câu trả lời yên lòng Tôi nếu có thể đi lại thoải mái tự do Thì đưa thêm người đi cùng có khó gì Mà thực ra không có như anh nghĩ Chỉ cần ra tới Duyên Hải Thì chỉ còn là vấn đề lộ phí Anh nghĩ bao hàng lậu như thế ở đâu ra Cả tấn hàng còn đi được huống hồ đàn người Mỗi năm số người trốn sang Âu Mỹ phải mười mấy vạn Chuyện đó tôi cũng nghe nói Kiến thức của ông chủ vương tất nhiên hơn sao chúng tôi Lần gần bàn không tiếc lời nịnh nọt Đoàn Mộc Duy Bình đưa cành ô liu ra Khiến người này càng thêm tin tưởng Cười thầm trong lòng Một kẻ lừa đảo đi tin một kẻ lừa đảo khác Thật ngu ngốc Hắn đời nào mang theo một tên nghi phạm toàn thây đầy chuyện thối tha Qua cổng sắt đi xuống hầm Lại đi không lâu thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng Lương Cần Bang giải thích đó là nơi trông coi Ngô kỷ Cương. Đoàn Mộc Dư Bình đi qua không thèm để ý. Đi qua hai gian nữa, tới phòng chỉ chứa được một người. Đây là hầm lạnh đã bỏ hoang nhiều năm, ẩm thấp mọc rêu rồi. Mở cánh cửa gỗ, người bên trong mắt trừng trừng nhìn Đoàn Mộc dưới Bình, hồi lâu không nói lên lời, là Ngô Ẩm Hữu. Đoàn Mộc bảo Lương căn Bang nuôi ra, cười nói: Ngô sư đệ lâu rồi không gặp. Tôi tôi biết ngay là anh mà. Ngô Ẩm Hữu đứng bật dậy, nén giận không chửi đá miệng. Thông minh, với hàm dưỡng đều tiến bộ rồi. Ha ha ha, biết tôi sao còn tới. Sư ca, tôi không gài bẫy anh, cũng không hại anh, tôi không có trình độ đó, anh biết tôi chỉ có đứa con trai này, anh tha cho nó đi, có gì cứ nhắm vào tôi. Ngồi đi, Ngô sư đệ, đừng như thế, nếu không phải chẳng cách nào tìm cậu thì tôi đã chẳng ra tay với cháu mình. Tôi và cậu không thủ không oán Hai cha con cậu làm gì Đoàn mộc dưới bình khách khí tới bất ngờ Kéo tay ngô ẩm hữu Hai người cùng ngồi xuống đất Hắn châm điếu thuốc mới hỏi Chỉ làm có vài chuyện nhỏ mới nghe ngóng Dù sao tôi đi mười mấy năm rồi Sư ca Tôi biết anh tìm thầy cha Nhưng tôi không tìm được Đoàn mộc dưới bình cắt lời Đừng nói với tôi là Ông ấy chết rồi Đó là cái mộ giả Ngô ẩm hữu mặt mày khó coi Chết thì chưa Nhưng thầy cha đã giải tán chúng tôi rồi Anh biết mà Thầy cha nói sao là vậy Thầy cha nói từ nay rút lui Không xem vào chuyện của chúng tôi nữa Ngô sư đệ Với ý cậu là định để tôi phí công à Nếu đã rút lui thì anh Diệu Thiên truyền cho ai Lúc tôi đi ôm theo 1.000 vạn Các cậu chơi lại tôi 800 vạn Coi như hết nợ Tiền thì tôi không cần Nhưng bảo vật sư môn Cậu phải nói cho tôi tung tích chứ Đoàn Mộc dưới Bình nhìn chằm chằm Ngô Ẩm Hữu, tuy hắn nói năng lịch sự nhưng không có sắc thái tình cảm gì, bình thản tới mức làm người ta lạnh sống lưng. Ngô Ẩm Hữu ngần ngừ. Là Diệp Soái, người mới là người kinh nhập thời cha bồi dưỡng, cậu ta cầm anh Dụ Thiên. Đoàn Mộc dưới Bình nghiêm mặt, tiêu hồ thấy khó khăn đôi. qua điện thoại biết đám người của lưng Căn Bang chỉ vừa mới tiếp xúc với người này thì bị đánh một trận phải bỏ về, đang không biết làm sao thì lại lần nữa nghe thấy cái tên này. Diệp Soái, Y là cái gì mà được kế thừa anh Diệu Thiên chứ Thứ đó nằm xưa lão già nhất quyết không chịu trao cho mình Cơn giận bốc lên trong lòng đoan mộc dưới bình Ngô ẩm hiểu sợ đoan mộc dưới bình không tin giơ tay thể. Sư ca cứ tra đi Mấy tháng trước tên đó còn là lưu manh đầu đường xó chở Giờ được thầy cha biến thành nhà giàu Gia sản mấy trăm vạn rồi Riêng vụ đấu giá này y lấy đi nghìn vạn Ở Trung Châu không lấy đâu ra người thứ hai của bản lĩnh này Đây là an bài cuối cùng của thầy cha căn dặn nếu ai xảy ra chuyện thì cứ đẩy mọi chuyện lên người diệp soái nói y là truyền nhân của phái giang tướng nói anh diệu thiên trên người y thậm chí có thể nói chuyện ban đầu giá chính là kế hoạch do y lập ra tóm lại là kiếm được dê thế tội ngô ẩm hữu không ngại thêm mắm thêm muối đổ hết cho diệp soái đây gọi là lấy độc trị độc lúc này ngô ẩm hữu phải ngầm cảm thán sự trí tuệ tầm nhìn sao của thầy cha một tên lưu manh nếu giao phòng với một kẻ lơ đảo Kết quả là gì Ngô ẩm hiểu nghĩ thôi đã hưng phấn Lại hỏi cậu một chuyện nữa Trong mấy anh em chúng ta Thì cậu là tên thích nghe ngóng Tài sản của tôi ở Singapore Có phải cậu nghe ngóng ra không Đoàn mộc dưới bình đột nhiên truyền đề tài Ngô ẩm hiểu gật đầu Thẳng thắn thừa nhận Đúng vậy là tôi Bằng vào trình độ của cậu Làm sao mà tra ra được Đoàn mộc dưới bình nghi ngờ Chuyện này kỳ thực ngô ẩm hiểu cũng có chút mơ hồ Thầy cha không giải thích Hắn có thể đoán người đó là Biện Song Lâm Năm xưa đám huynh đệ của bọn hắn Bắt đầu kiếm được chút tiền Biết mò tới mấy sàn nhảy vũ trường chơi Thì quen Biện Song Lâm Nghe nói khi đó Biện Song Lâm và Từ Phượng Phi Có dinh liễu không rõ ràng Chẳng hiểu sao Từ Phượng Phi biến thành nữ nhân của đoan bộc dưới bình Lạ nữa là quan hệ giữa hai người này vô cùng thân thiết Còn dẫn về giới thiệu cho thầy cha Biện Song Lâm một thời gian theo họ lừa đảo Tên đó rất có thiên phú Thầy cha chỉ điểm một chút đã vượt cả bọn họ Nhưng không thu làm đệ tử Lúc đoàn mộc sư bình bắt đầu đi quá giới hạn Thầy cha không khuyên được hắn Nhưng lại đem hết nguy hiểm Trong đó nói với biện sông Lâm Tên đó mũi đất nhảy ôm tiền chạy mất Không ngờ lại thành quân bài quan trọng Thầy cha lật thế cờ sau này Quân bài như thế Ngô ẩm hữu sao có thể lộ ra chứ Nửa thật nửa giả nói Liên hậu Khanh Giám đốc của công ty duệ sĩ Chuyên săn đầu người Hắn quan hệ động có năng lực độc đáo Trừ buôn bán nhân tài Hắn còn bán tin tức Tôi vô tình tra ra thông tin về từ Phượng Phi nhờ hắn Bám theo cô ấy tới Singapore Tra hai năm liền mới ra anh Tôi phải nhìn bằng con mặt khác Bỏ hai năm bám theo tôi à Cậu thực sự có tiến bộ Đoàn bộc sĩ Bình thực ra Chỉ có lo lắng này thôi Vì hắn xóa hết dấu vết rồi Nhưng từ Phượng Phi có thể để lộ Biết quan hệ của bọn họ Chỉ đám anh em này Ngật cù đứng dậy muốn kết thúc cuộc nói chuyện Ngô ẩm hữu đứng dậy theo Hắn an ủi Sư đệ đừng lo Tôi không định làm gì cậu Dù sao chúng ta là đồng môn Tôi đảm bảo cho con cậu sống từ nơi này đi ra Tôi còn chưa cố gắng giết người Cho tôi chút thời gian xử lý ít chuyện riêng Sau đó chúng ta đừng ai nây đi Nói rồi kệ ngô ẩm hữu cầu xin Đoàn mục sư si bình đi ra ngoài Bảo lưng căn bang đóng cửa lại Lương cận Bang không dám hỏi hai người ở bên trong nói chuyện gì Vòng qua chỗ đám thủ hạ uống rượu đánh bài Lại đi thêm một đoạn xa Đoan Mộc quay đầu hỏi Bang thử Chúng ta tuy làm người lừa đảo Nhưng cậu hẳn biết tôi chưa bao giờ nói dối Ít nhất tôi nói ở đâu có tiền là ở đó có Đúng không Vâng ông chủ vương Sao thế ạ à? Không sao Bây giờ con nơi có mấy trăm vạn Đó là tính ít nhất Có muốn không Nó ở bên cậu đấy ở đâu ạ? À? Chính trong đó Đoàn mộc dưới bình chỉ nơi giam ngỗ ẩm hữu Tên đó nếu ngu ngơ như năm xưa Thì không cần để ý Nhưng tiến bộ như vậy dựa vào một thân Một mình tìm đã hắn Vậy thì đây là mối họa Không trừ bỏ không được Cho cậu biết Bọn trung giống chúng ta đều là kẻ lừa đảo Vừa mới làm một vụ lớn Chính là hội đấu giá Chỗ dấu tiền chỉ hắn biết Kết nghị cầu ép thi mỡ Tên này béo lắm Vụ lừa đảo bị phát hiện Cảnh sát truy nã đêm ngày Lương Cần bằng gần như tiêu cạn số tiền kiếm được mấy năm qua rồi Nếu hắn dư giả thì chẳng cần ở lại Trung Châu này Muốn trốn thì phải có tiền Còn là rất nhiều tiền mới được Nên nghe đoàn mộc sĩ Bình nói thế liền hưng phấn ngay Vâng có câu này của ông chủ vương Tôi dám làm Tôi còn tưởng anh cần tên này làm cái gì cơ Nếu thế thì tôi có cách khiến hắn nôn tiền ra trong bóng tối, đoàn mộc dưới bình nhếch mép cười khó phát giác. À phải Còn một chuyện nữa Cậu không thể ra mặt Nhưng cần tìm thật nhiều người làm Có cách không Xem chuyện gì đã Giúp tôi bắt một người Họ Diệp tên xoái Trong tay hắn có thứ tôi muốn Mang cả người lẫn đồ về đây Trước đó là mồi nhử Đây mới là thứ đoan mục thực sự muốn Chuyện này Lương Cần Bang ngần ngừ Vừa mới chịu thiệt to lớn bởi tin đó Hắn hơi ngán Là còn nghe nói trai y là cảnh sát nữa chỉ cần bắt được hắn, tôi không để cậu thiệt đâu. Có hai cách trả thù lao cho cậu, một là tiền mặt một trăm vạn, cái khác là tài khoản ở hải ngoại, cậu đao đổi lấy, tùy chọn. Tôi nói chưa bao giờ nuốt lời. vậy không thành vấn đề, chỉ cần có tiền là dễ làm. thằng này ngông nghênh như thế, tôi cũng muốn xử lý nó. tôi kiếm bọn chuyên đòi nợ tới bắt nó, tốn chút tiền thôi mà, không sao. có điều chuyện kia, đoàn mộc dưới bình vỗ vai hắn, hào sảng nói để tôi lo đoàn luật sư của tôi sẽ làm cho cậu cả hộ chiếu lẫn thân phận mới ở đây tôi còn phải trông cậy vào cậu mà cậu lại điệu đầu già tôi là người ngoài thôi lần Cần bằng yên tâm rồi đúng thế ông chủ vương tuy thần thông quảng đại nhưng ở đất trung châu này phải trông vào hắn vũ ngược đảm bảo anh yên tâm cứ để tôi không cần tiễn trông coi cho kỹ bọn chúng không cần biết cậu đối phó với chúng ra sao trước khi chuyện thành công đừng để lộ ra không vấn đề Tiến chân ra ngoài cửa Đoàn Mộc Duy Bình đứng nhìn quanh Cảm giác nơi này không thể Cách quốc lộ 45 km Một bên là ruộng đau Bên kia là miệng lò gạch Khắp nơi là công trình trái phép Ở chỗ hỗn loạn như thế Sao tìm được hai nhân khẩu mất tích Đi bộ không xa Thì xe nhá đèn tới bên cạnh Đoàn Mộc lên ghế phụ lái Đi Nguyên Dương Thành phố Nguyên Dương sao Từ Phượng Phi ngạc nhiên Đúng Cách đây chừng một tiếng Chúng ta không đi cũng không ở Trung Châu Cứ loanh quanh chúng có đoán thì chỉ đoán Hoặc đi hoặc ở thôi Không đoán ra chúng ta không đi không ở Đây là cách hay Xe lên quốc lộ Thuận buồm xuôi gió không ai ngăn cản Cùng lúc đó trà xét quy mô lớn ở Trung Châu Vẫn đang tiến hành Chẳng biết cá lớn sớm đi xa rồi Các bạn vừa nghe xong Tập số 63 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình Xin cảm ơn và hẹn gặp lại